Ý tưởng cắt tóc ngắn dành cho phụ nữ, từ kiểu cắt buzz đến kiểu cắt ngắn. Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc ngắn 2021 thì chúng tôi sẽ giúp bạn làm việc này dễ dàng hơn. Một kiểu tóc ngắn phù hợp để bạn không cần tốn cả tấn mỹ phẩm và thời gian vào mỗi buổi sáng. Điểm chung của các kiểu tóc ngắn 2021 dưới đây là mang nét trẻ trung và hiện đại. Tóc uốn xoăn nữ tính, một mái tóc có độ dài ngang vai, uốn xoăn nhẹ nhàng được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho những nàng lần đầu thử để tóc ngắn. Đây là kiểu tóc an toàn và dễ phối hợp với nhiều phong cách ăn mặc nhất. Nếu lỡ có không hợp với gương mặt, bạn cũng có thể chữa cháy bằng cách buộc gọn phía sau gáy hoặc buộc nửa đầu để tạo sự khác biệt. Tóc ngắn hai tầng không layer. Tóc ngắn không layer là kiểu tóc đòi hỏi bạn có một phong cách năng động và cực cá tính để có thể diện được mái tóc này. Mái tóc kiểu này thường khá quyến rũ và bí ẩn. Chúng khiến gương mặt bạn nhỏ hơn khá nhiều và đặc biệt phù hợp với các màu nhuộm nổi bật, thậm chí là nhuộm hai tầng màu để tạo sự khác biệt. Tóc tỉa layer kiểu Nhật. Tóc tỉa layer kiểu Nhật sẽ mang đến sự bồng bềnh, nhẹ nhàng và có đôi chút tinh nghịch. Trong sự trẻ trung, ngẫu hứng lại mang cảm giác đáng yêu. Tùy vào hình dáng gương mặt và sở thích mà bạn có thể chọn mái lệch, mái dài hay rẽ ngôi đều rất dễ dàng tạo kiểu phù hợp với mái tóc này. Tóc tém mạnh mẽ. Tóc tém thường có độ dài vừa phải, chỉ đến gáy và vén hai bên tóc ra sau tai. Mái tóc này thường hợp với những cô nàng có gương mặt thon gọn hơn bởi nó sẽ làm lộ hoàn toàn chiếc cổ thon dài và đường xương hàm của bạn. Mái tóc này mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ cho người đối diện, đặc biệt hợp với những cô nàng có cá tính thẳng thắn, hiện đại, dũng cảm. Tóc mái lệch, cắt ngang vai, thêm một kiểu tóc cho cô nàng lần đầu để tóc ngắn có thể suy xét. Đó là tóc mái lệch, che hết chiều dài lông mày, mái chia làm đôi đổ về hai bên hoặc lệch về một bên. Chỉ đơn giản là cắt ngắn ngang vai, không uốn hay tỉa. Nếu thấy màu tóc gốc quá đơn điệu, bạn có thể nhuộm một màu khác để làm sáng ra lên. Tóc tém Nhật Bản. Mái tóc tém kiểu này trông sẽ rất trong sáng và đặc biệt phù hợp với các nàng có gương mặt tròn, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt bạn, tạo cảm giác giản dị, đáng yêu rất riêng. Tóc ngắn tự nhiên kiểu Pháp. Tóc kiểu này thường được cắt dưới tai khoảng 3 đến 5 phân, đuôi tóc cụp vào trong hoặc để cong ra ngoài. Bạn có thể uốn hoặc chỉ đơn giản là cắt và để đuôi tóc được tự nhiên cong theo ý chúng. Mái tóc ngắn thoải mái, không hề cầu kỳ, rất phù hợp với những cô nàng có phong cách phóng khoáng, tự do. Tóc mái thưa cắt ngang vai uốn xoăn. Để tóc mái thưa không chỉ khiến gương mặt bạn nhỏ hơn, che đi vầng trán râu và tạo hiệu ứng gương mặt dài hơn mà nó còn giúp bạn ăn gian. Tuổi tác cực tốt, chúng mang tới vẻ nữ tính, trẻ trung, tạo cảm giác tự nhiên đầy sức sống. Đầu bốp, mái tóc kiểu này sẽ cực ngắn, chỉ dài qua tai bạn một chút và đòi hỏi về tỷ lệ gương mặt khá khắt khe, thế nhưng nó cũng tạo vẻ đẹp khỏe khoắn, vừa nữ tính vừa cá tính rất riêng. Thậm chí, nó còn giúp mái tóc mỏng trông dày dặn hơn nhiều đấy. Với những mẫu tóc ngắn đẹp nêu trên, nàng đã để được bao nhiêu kiểu rồi? Hãy chọn cho mình những kiểu tóc vừa đẹp, vừa tạo nên xu hướng nhé. Chúc nàng sẽ có một mái tóc ưng ý trong năm mới này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật.